Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá rất là may mắn khi mang về toàn là rương vàng cũng như là rương bạc thôi. Và sau khi mở những cái rương trái quỷ đó thì mình đã tìm ra một vài trái quỷ mới. Trong đó có một trái rất là đặc biệt, đó chính là trái Hiehienomi. Đây là một trái ác quỷ của một cụ đô đốc Aokiji, người rất là mạnh với năng lực ha, bằng từ trái quỷ Hie á. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử trái này rồi sau đó đi khám phá biển thử xem nhé. Vì đây là năng lực trái quỷ băng nên mình nghĩ rằng mình có thể đóng băng cả mặt biển và đi khám phá thổi con gà mái luôn. Nhưng mà trước khi ăn trái quỷ mới thì mình sẽ cho các bạn biết cái kỹ năng cuối cùng mà trái ác quỷ Juji Tsuchinomi của đô đốc Fujitora là có công dụng như thế nào nhá. Cái kỹ năng này ở tập trước mình chưa biết dùng để làm gì, và trong thời gian với hai tập thì mình đã tìm ra cách để sử dụng rồi các bạn ơi. Khi kích hoạt lên á thì các bạn sẽ để ý dưới phần chân của mình nhá. Đây mình sẽ kích hoạt kỹ năng lên nè, nhảy lên một cái đó, các bạn có thấy gì không? Nhảy lên một cái nhảy lên một cái nè, đó chính là khi mà mình hết kích hoạt thì nhảy lên sẽ mang theo một block ở phía dưới chân mình lên cùng á, và khi mình nhảy hai lần giống như vậy thì nó sẽ được như vậy đó, lơ lửng trên không luôn nè. Và mình có thể thoải mái di chuyển từ đây qua bên đây và trở ngược lại mà không sợ bị rớt xuống nước luôn. Kỹ năng này có thể nói là rất là hữu ích trong việc dẫn mình đi khám phá, có thể thoải mái đáp lên và đáp xuống giống như vậy nè. Đó, không sợ bị té luôn nhá. Và mình cũng đã test những kỹ năng còn lại của trái quỷ Juji ở tập trước khá là kỹ rồi, nên hôm nay mình sẽ ăn luôn trái quỷ mới của Aokiji luôn nhá, trái Hiehienomi. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn trái quỷ mới luôn thôi. Đây, chuẩn bị nè. Hy vọng là mình có thể sử dụng tốt trái quỷ này trong việc chiến đấu. Và ăn luôn thôi. Đó, ăn xong luôn rồi. Và phần kỹ năng thì ở đây mình có được tới 2, 4 và 5 kỹ năng lận nhá. Đầu tiên là Partisan là cái gì ta? Ui. Ồ, bắn ra những cái mảnh băng à. Ui, cái này tấn công tầm xa được nè. Mình khá là thích những cái trái quỷ nào có thể giúp mình tấn công tầm xa. Rồi, và mình cần phải trang bị Gepo vô nữa để có thể giúp mình di chuyển dễ dàng hơn nè. Đây mình sẽ có một xíu thay đổi khi mà mình vô tới bờ cái đã. Không biết mấy cái mảnh băng nó còn có công dụng gì không ta. Chưa, để bây giờ mình sẽ test kỹ năng đầu tiên ở trong này mình vừa trang bị cái đã. Kỹ năng này được tên là Ice Saber. Ui, một thanh kiếm bằng băng à. Ôi, trái quỷ này cũng có thể tự tạo ra vũ khí cho mình cơ, không cần phải mang theo vũ khí làm gì hết. Có trái quỷ cứ móc kiếm từ trái quỷ ra mà dùng thôi. Ui, và một nhát chém của mình thì sẽ ui làm chậm cái đợt và nó không thể tấn công mình, vì đây là trái hệ Logia các bạn ơi. Hệ Logia thì sẽ miễn nhiễm với những cái đòn sát thương vật lý á. Với một đánh mình mất tới 10 máu. Wow, hơi bị mạnh luôn á nha. Rồi, kỹ năng Ice Saber mình đã test xong. Giờ thì mình sẽ test tiếp với kỹ năng Ice Age, tức là thời kỳ băng hả? Thời kỳ băng kích hoạt. Ui, đóng băng mấy con này luôn. Ui, con cua màu đỏ bây giờ đóng băng một phát nó thành cua xanh các bạn ơi. Ủa, rồi mấy cái băng này một hồi nó có tan không vậy? Ui, mấy cái băng này nó mình đạp dẫn bể các bạn ơi. Nhưng mà nó biến mấy cái block thành khối băng hết trơn rồi. Ui, trái này hơi bị căng á. Ui, nè. Các bạn có thấy gì không? Mình đi mình tạo ra băng luôn nè. Ui, đã nha. Vậy là bây giờ mình có thể thoải mái đi khám phá những cái con tàu hải quân luôn á. Coi nè. Cái này dùng để đi khám phá là hết sảy luôn. Và ví dụ như mình nhảy lên thì nó có tạo ra băng kịp không? Tại vì mình ưa có thói quen là vừa chạy vừa nhảy á. Đây, mình sẽ thử nhảy lên nè. Ui, vẫn được các bạn ơi. Mình có thể kết hợp việc nhảy và chạy như vậy nè để có thể tạo ra băng và di chuyển nhanh hơn trên mặt nước.
Đúng là một trác quỷ hữu ích trong việc đi khám phá mà. Wow, sắp tới chắc mình sẽ đi vòng 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 cái tàu mình để tìm một cái sân trượt patin nha. Trượt patin như vậy thì rất là thích luôn á. Ui xịn như kìa. Rồi vậy là mình đã test được cái kỹ năng ice rồi, và giờ thì mình sẽ test tiếp kỹ năng thứ ba, đó chính là ice ball, quả bóng băng hả? Ok, test thử luôn quả bóng băng nè. Nó sẽ đóng băng cái địch và nó sẽ tạo ra một cái giống như cái căn phòng vậy á. Quả bóng băng đó, nó sẽ tạo ra một cái lồng chứ, cái này giống giống cái lồng hơn. Ui cũng khá là tốt đó. Rồi trang bị kỹ năng cuối cùng nè, và thêm vào đó là một cái kỹ năng, đó chính là ice block hả? Thử coi, dùng thử kỹ năng này nè. Ủa nói chung thì kỹ năng của trác quỷ này đều có công dụng là đóng băng và làm chậm tốc độ đào của kẻ địch đi các bạn ơi. Ui cũng khá tốt quá chứ. Rồi kỹ năng đầu tiên mà mình test lúc đầu nó sẽ có sức mạnh như thế nào? Nó chỉ gây có 10 sức tấn công trên một lần thi triển hả? Vậy là phải dùng tới 4 lần mới giết được một con cua giống như vậy. Trác quỷ này nó không mạnh về mảng kiểu như sao ta? Không mạnh về mảng chiến đấu cho lắm nha, chủ yếu là phục vụ vào việc đóng băng kẻ địch nè, rồi tạo băng để di chuyển dễ dàng hơn trên mặt biển thôi. Và khi trang bị trái ác quỷ này thì mình sẽ không sợ trường hợp rớt xuống nước và chết ngạt nữa, vì mình có thể đứng trên mặt nước và đóng băng luôn cả mặt nước biển cơ, rất là thích luôn á. Nãy giờ thì mình cũng đã đói rồi, ăn mít rồng cho nó no hẳn coi, rồi sau đó ngủ một giấc nhá. Sáng thức dậy thì mình sẽ lên đường và bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay nhá. Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một server Minecraft Việt Nam mà mình thấy khá là hay, đó chính là server Craft My VN. Địa chỉ IP server mình có để dưới phần mô tả nhá. Và để có thể vào được server thì các bạn nhấn vào đây, sau đó nhập vào cái địa chỉ IP và join server. Sau khi join vào thì các bạn cần phải tạo một cái tài khoản nếu như lần đầu tiên nhá. Và cách thức tạo tài khoản chính là sạc một cái và nhập vào cái lệnh register. Đây cái lệnh như vậy nè, và nhập mật khẩu của bạn á 2 lần, sau đó enter, vậy là xong rồi nhá. Còn mình thì mình đã đăng ký rồi nên mình chỉ cần đăng nhập bằng cách sạc login thôi và nhập mật khẩu của mình vào là được. Sau khi đã đăng nhập thì các bạn có thể lựa chọn server mà mình ưa thích nhé. Ở đây thì mình sẽ vào server Skylock Hoàng gia nè. Và vừa bước vào thì mình thấy ở đây có một cái anh tiện ích này đúng không? Anh này á sẽ cho mình biết thông tin của mình nè, rồi còn có cửa hàng VIP nữa. Trong cửa hàng á thì mình có thể mua những cái rank phù hợp với sở thích cũng như là nhu cầu cá nhân nhá. Bên cạnh đó thì còn có cửa hàng vật phẩm, khi mà chúng ta đào những cái khoáng sản trên đảo á thì chúng ta có thể bán nè, hoặc là thiếu những cái gì thì có thể vào để mua nhá. Ngoài ra thì còn có cái nơi để nạp thẻ với rất là nhiều mệnh giá khác nhau cũng như là nhiều nhà mạng á, để chúng ta có thể mua được những vật phẩm tốt hơn. Sau khi nạp thẻ xong á thì các bạn có thể vào cửa hàng cao cấp để sắm cho mình những cái super bedrock. Và với những cái super bedrock như vậy á thì mình có thể qua cái warp đồ này nè, nơi đây là nơi mình có thể mua sắm những cái bộ giáp, những cái dụng cụ và vũ khí VIP hơn. Và đây nè, 2 super bedrock để đổi một cái nón thiên thần sa ngã, và còn có thể được nâng cấp lên cơ, rất là xịn luôn á các bạn ơi. Ở đây vẫn là những cái bộ giáp thôi, nó cứ nâng cấp từ từ và tăng cái độ VIP của giáp lên đấy. Và mình thích nhất là cái chỗ công cụ đồ này nè. Ở đây một cái super bedrock thì mình sẽ được một cây cúp với hiệu suất 10, chậm hỏng 10 và gia tài 3, nhưng mà mình có thể nâng cấp từ từ lên thì cái mức độ gia tài nó sẽ lên mức gia tài 10 lận đó. Tức là đập một viên kim cương thì mình có tỷ lệ nhận được 10 viên hoặc là 10 một viên kim cương lận các bạn ơi, rất là xịn luôn. Và ngoài ra còn có cung này, rồi có rìu, rồi có những cái ủng nữa. Đây rocket boost nè. Cái này dùng để bay lượn là họ thích luôn á. Và khi mới vào thì chúng ta sẽ được tặng kiếm này, sẻn cúp cũng như là rìu bằng kim cương, và còn được phù phép sơ sơ nữa cơ. Thì chúng ta có thể bắt đầu vào đảo luôn bằng cách sẹt ES giống như vậy nè, và mình sẽ lựa chọn đảo thôi. Ở đây thì mình sẽ tạo đảo truyền thống nhá. Rồi và đó, nó sẽ dẫn mình tới một cái hòn đảo. Rồi phía bên này chính là cái chỗ farm khoáng sản của mình, nó sẽ được server phát tặng miễn phí cho chúng ta luôn. Và công việc của mình là đứng ở đây sử dụng cây cúp
mình có thể nâng cấp cúp xịn hơn để tăng cái tốc độ đào, và đào thì là nhiều những loại khoáng sản trong này, cày cuốc và sau đó có được vật phẩm đúng không, và sẹt lệnh kho giống như vậy nè. Đó, trong này mình có thể kiểu như là biết được cái số lượng mà khoáng sản mình đang có các bạn ơi, để còn biết đường mà ra shop và bán nữa. Khi có tiền thì mình sẽ nâng cấp những cái dụng cụ tốt hơn nè, và cùng bạn bè mở rộng hòn đảo của mình để trở thành một trong những hòn đảo ha, đẹp nhất và to nhất trong server nhá. Rồi không chần chờ gì nữa mà không vào server Crash My VM và quẩy cùng bạn bè thôi nào. Và trước khi đi khám phá thì mình sẽ test thử xem khi mà mình sử dụng cái thanh kiếm tạo từ cái năng lực trái quỷ và có bật được haki vũ trang trên kiếm không. Hình như không có kết hợp chung được với nhau các bạn ơi. Nếu mình bật trái haki bao bọc kiếm thì nó cũng không có tác dụng gì hết luôn. Tiếc vậy ta. Nhưng mà thôi, chắc mình sẽ không sử dụng haki bao bọc kiếm đâu, chỉ sử dụng haki bao bọc cơ thể thôi chứ. Còn cái slot này thì mình sẽ chèn vào haki haki quan sát đi. Đó, mình sẽ thay vào đó là haki quan sát nhá, để có thể quan sát cái địch tốt hơn nha. Đó, góc phải của mình nó sẽ thấy được cái hướng của kẻ địch luôn á các bạn ơi, phục vụ vào việc định hướng tốt hơn nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi nào. Ở tập trước thì mình đã coi chưa tắt haki cái đã, đồng hồ một hồi chóng mặt nữa. Ở tập trước thì mình đã dừng chân ở một nơi đây, mình đã đánh dấu điểm ở ngay cái con tàu có cái cổng địa ngục nè. Ui, à đây lót rồi, hết hồn mà. Và tàn tích của chuyến khám phá lần trước, ui may mà mình ăn trái hiê nha, nếu không hồi vào nãy là mình sẽ gớt xuống nước á, uống nước chết luôn á. Và đây chính là tàn tích của chuyến khám phá lần trước nè, mấy cái đống đổ nát này tàu nào cũng bị gách dưới rồi lụm lỡ hết trơn á. Mình hơi ra tay quá đáng nhưng mà thôi lỡ rồi chứ biết sao giờ, tại trái quỷ nó mạnh thôi. Rồi thì mình sẽ tiếp tục đi. Ý, à, mấy cái con này mình sẽ đóng băng nó và không sợ cho nó cắn luôn. Nè, cắn đi. Dám hả? Lúc trước dám ăn hiếp mình. Ui, nhưng mà khi mà mình bật haki vũ trang bao bọc cơ thể của mình á thì đòn đánh từ thanh kiếm băng này nó cũng tăng đam luôn nè. Được á nha, được thiệt sự á. Rồi, và mình sẽ thử tìm một vài con nào đó để mình cà khịa thử xem, vì mấy cái kỹ năng trong trái quỷ hiê chủ yếu là mang tính cà khịa là chính ha, chứ sức tấn công thì nó không được cao cho lắm. Đây chẳng hạn như hai con cua King Crab này đúng không, mình sẽ đóng băng nữa. Ui, và chọc ngươi nè, nó mất 10 máu liền, chọc ngươi nè. Ui, ui, cái kỹ năng giống như là con chim băng với đó thì nó cũng gây được khá là nhiều sát thương nè. Bắn một lần để coi nó. Ui, bắn một lần nó mất được rất là nhiều máu luôn kìa các bạn ơi, được thiệt sự. Rồi giờ thì bật haki bao bọc cơ thể và đờ mấy tên này thôi. Mình không sợ mấy tên này tấn công á nên cứ quýnh thổi con gà mái à. Đúng là trái hệ Logia có khác. Và ở đây nó còn có những cái gì vậy? Seaweed, dùng để làm sushi hả? Thôi không ăn sushi đâu, quýnh con cua này nè, thích ăn cua hoàng đế hơn cơ. Đó, nó rơi ra những cái gì nè. Đây là những cái ý đâu mất tiêu rồi. Đây trơn quá, bằng trơn quá, mấy cái item nó trôi tùm lum hết trơn à. Rồi, và hình như băng này nó đóng tới mấy lớp lận luôn á, chứ không phải đơn giản là một lớp đâu. Cực kỳ xịn. Và mình sẽ đột nhập vào con tàu này theo cách ban đầu mà mình sẽ đột nhập nhá, toàn là đục tàu đi lên không à. Rồi, và khoét một lỗ ở đây. Trong này thì có một chai Ultra Cola nè, mình sẽ lụm luôn. Ở phía bên đây thì được một cái gương bằng bạc. Quýnh cái gì mà quýnh không biết nữa. Các ngươi có biết mùa đông không lạnh là như thế nào không? Để cho các ngươi biết mùa đông không lạnh là như thế nào. Lạnh xanh ngắt mặt mày luôn rồi nè. Trời ơi, mấy tên này chịu lạnh dở quá hả. Cho các ngươi nếm mùi nè, cho các ngươi chết luôn. Cái này là gọi là đóng băng tới chết thì thôi các bạn ơi. Cực kỳ bá đạo. Rồi, và phía bên này còn ba con tàu liền. Tha hồ mà khám phá luôn. Phía dưới còn có con tàu bị chìm nữa kìa, để sắp tới mình sẽ xuống đó sau. Vì ăn trái này vô mình đâu có nhảy xuống dưới biển được đâu. Ăn trái này vô muốn nhảy xuống dưới cũng hơi bị khó. Rồi, và nhảy lên trên nè. Có tên nào muốn quýnh mình không? Có tên nào không? Ra đây đi.
cho cái thiện của người thành tàu hải tặc băng luôn nè, đóng băng con tàu các người luôn và đi xuống dưới kiểm tra thôi. Ui, ủa cái rương ở đây đâu rồi? Hình như mình đóng băng phát nó vỡ cái rương luôn rồi và không có trái quỷ các bạn ơi. Ui sao anh em quýnh nhau rồi? Anh em trong này quýnh nhau vui ghê vậy. Cho anh em đóng băng tiếp nha. Rồi đi tiếp thôi các bạn ơi. Chủ yếu cà kia là chính à. Và phía bên này băng nó còn lan qua tiếp bên này luôn nè. Ui. ăn trái quỷ này thì mình sẽ có thể khám phá dễ dàng hơn mà không sợ bị làm phiền á. Rồi và con tàu này có rương trái quỷ không? Hình như nó không có rương trái quỷ hay sao rồi. Chắc mình cần phải lưu ý trong việc sử dụng cái tuyệt kỹ đóng băng này quá. Lỡ mà cái rương có trái quỷ mà mình đóng băng nhiều khi nó lại mất đồ bên trong á. Như vậy thì tiếc dữ lắm luôn. Rồi giờ thì lấy đồ trước đi rồi sau đó cà kìa mấy cái anh hải tặc cũng như là hải quân sau. Trong này thì... không có rồi. sao hôm nay có vẻ không được may mắn cho lắm á. Tìm nãy giờ mới được có một cái rương bằng bạc thôi hả. Đã vậy còn bị mấy anh này chọc chọc nữa. Chọc cái gì? Lại đây. Cho các anh biết mùa đông không lạnh là như thế nào. Ui mình dùng một phát mấy anh này đang bị lạnh ngắt nè. Và thôi chắc giờ mình sẽ đi lên trên thôi. Khám phá chỗ này cũng khá là đủ rồi đó. Rồi. Ý. À quên cái rương trên thì không có đồ. quên mất. Ồ con này bị mắc cạn hay sao vậy? Con này lúc trước nó ưa trêu mình lắm này. Nên bây giờ mình sẽ trả thù. Ưa trêu mình hả? Dám. Chưa, để mình lấy cái kiếm băng ra. Lúc trước trêu ai? Lúc trước người trêu ai hả? Thời kỳ băng giá nè. Cho người biết mùi sức mạnh của trái Hiê là như thế nào. Và nó còn rơi ra những cái răng nè. Răng thì chủ yếu là dùng để làm kiếm thôi. Và phía bên đây là cái vùng sa mạc mất tiêu rồi. Cái sa mạc mà mình chưa khám phá nên mình sẽ thử qua đây coi có cái gì đặc biệt ở phía bên trong này không nhá. Ui, vậy mình thử xem coi liệu băng của mình có đủ mạnh để đóng băng cái chỗ cát này không nhờ. Ở đây toàn là cát không à. Ok, dùng thử luôn nhá. Thời kỳ băng giá xuất chiêu. Ui, dù ở đây là một nơi rất là nóng nhưng mà mình vẫn có thể đóng băng được các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn á. Ở phía bên đây là một cái núi của vùng Savan nè. Để mình qua đây kiểm tra nốt luôn. Ủa bên kia nó đang lót thế giới kìa. Đó. Nó đang lót thế giới các bạn ơi. Nhìn nó đen thui à. Ui nhìn ghê vậy. Rồi và nó đã lót xong. Phía bên này có một vài tên sơn tặc nè. Để cho các người biết mùi. Mùa đông không lạnh. Đó, mấy cái hoa đồ á là nó sẽ rụng hết luôn vì sự lạnh của mưa đông á. Rồi thì mình chỉ đóng băng thôi rồi đi tiếp. Chứ mình không có thể kết liễu ngay bằng một skill được. Tại vì trái này chủ yếu là cà khịa thôi hả. Rồi và hướng bên này có vẻ là một cái ngọn núi cao nữa. Và vùng đất này có vẻ mình chưa khám phá luôn. Ui được á nha. Để bay lên thêm một đoạn nữa coi phía trên đỉnh núi này có cái gì nào. Đợt trước mình lên đây á, mình thấy có một vài cái con quạ mà không biết lần này có quạ trên đây nữa không. Hình như lần này thì không có quạ các bạn ơi. Lần này không có con gì luôn á, chắc là anh chảnh cao quá hay sao ấy. Và đi tiếp về cái hướng này. Không có luôn rồi. Căn cứ đâu xuất hiện đi, không rài đi lâu lắm rồi á mà không có gặp căn cứ của hải quân chỗ nào hết trơn. Toàn là mấy cái danh trại thôi, danh trại thì mình không có cần đâu. Cái này có một cái lâu đài cát và bên này có một cái kiểu như là danh trại nhỏ nè. Mình sẽ cho các tên này biết thế nào là mùa đông không lạnh. Bùm. Rồi tặng các ngươi cái túp lều băng nha, dự gán mà sống nha, mình đi tiếp đây. Mà kệ mấy tên đó các bạn ơi, mình chỉ đóng băng để ở của mấy tên đó để cho không có dễ dàng định cư thôi. Và tiếp tục cà khịa mấy anh này. Đây là trái quỷ của tôi nói là cà khịa nhiều nhất mà mình theo từng dùng từ trước tới giờ luôn á. Ở đây có nữa nè. Mùa đông không lạnh. Đó. xịn liền. Ý nhưng mà sao sa mạc to vậy ta? Các bạn có thấy cái vùng sa mạc này to không? Mình thấy cái này nó hơi bị to luôn ý. Thật sự. Hơi bị to và mình đã tới một cái vùng biển nữa rồi. Và phía bên này có một con tàu bị đắm đúng không? Mình sẽ cố gắng nhớ để sắp tới còn trở lại và kiểm tra coi phía dưới có đồ không.
Sao đi xa vậy mà chưa thấy con tàu nào hết ta? Kể cả một cái vùng đồng bằng không thấy nữa. Hình như tiếp tục là sa mạc hay sao nè? Gì sa mạc lắm vậy? Thôi 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 thôi, cho mấy cái đồng bằng đi, sa mạc tầm này nữa. Và coi nào. Ủa, cái này là cái đảo nhỏ hả? Đảo nhỏ thì không thích. Chủ yếu là đi tìm thuyền hoặc là những cái vùng đồng bằng thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Ê, chưa. Đói rồi. Để mình ăn no bụng cái đã. Rồi sau đó tiếp tục với cái công việc đi tìm cái doanh trại hải quân thôi nào. Ôi, và hôm nay có vẻ không may mắn thiệt luôn á. Tìm nãy giờ mới có một cái rương à. Phải chi giờ có thêm rương nhờ, thì hay biết mấy luôn. Thấy và phía trước có cái tàu kìa, để mình lên đây mình kiểm tra luôn coi. Đột nhập vào trong trước cái đã. Lấy cái rìu và chặt xuống phía dưới. Một cái rương gỗ. Được đó nha, rồi. Mùa đông công lạnh nha mấy anh. Mình hơi kỳ á, tự nhiên tàu người ta mình vô, mình đóng băng người ta rồi xong chạy chứ. Lầy thiệt sự luôn. Và thôi kệ đi, lỡ rồi, đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Ui, suýt nữa thì mình lọt xuống dưới luôn á. May mà băng nó tạo ra kịp đấy, không thôi và nãy chắc mình sặc nước chết quá. Và phía bên này có con tàu cướp biển của băng hải tặc Skeleton hả? Ui, đập luôn, không quan tâm. Cho các người biết thế nào là mùa đông công lạnh nè. Rồi, và đi tiếp qua con tàu lân cận thôi nào. Đây là một cái con tàu cướp biển khá là to. Và mình hy vọng rằng chỗ này sẽ có cho mình một cái rương kho báu. Rồi, đi xuống dưới luôn cho nó nóng nào. Đây, đi vô nè. Và kiểm tra. Một cái rương gỗ nữa. Một cái rương gỗ. Rồi, bây giờ mình đã tới thời kỳ rương gỗ rồi các bạn ơi. Bữa thì toàn là rương bạc, bữa thì toàn là rương vàng. Hôm nay thì toàn là rương gỗ luôn. Mà thôi kệ đi, dù sao có rương cũng đỡ hơn không á, chứ không có rương thì chán lắm. Rồi, và tìm cách đi lên trên thôi. Ui, tên này. Tên này biết mùa đông không lạnh đâu mà dám ha. Không mặc áo khoác vào. Ui, còn giáp nổ tung mình nữa. Tên này liều đấy. Người liều đấy, đếm thử kiếm băng của ta đi. Rồi, và mình đã đánh bại con tàu hải tặc kế tiếp rồi, qua con tàu còn lại chỗ này thôi nào. Nãy giờ mình đi thì hình như chưa có rương vàng luôn ấy. Ủa đúng rồi, nãy giờ đi mình chưa có rương vàng luôn. Có vẻ hôm nay là ngày của những cái rương gỗ rồi. Đành phải chấp nhận rồi chứ biết sao giờ. Rồi, và lấy bé mèo xuống nè, để mình có thể nhìn trong bóng đêm tốt hơn. Và mùa đông không lạnh nè. Bùm. Đó. Mấy tên này gán ha mà sống trong đây nha. Và đi tiếp thôi nào. Hy vọng rằng cái vùng đất này sẽ cho mình gặp được cái doanh trại, ủa không, cái căn cứ của mấy tên hải quân nha. Mình đi xa lắm rồi đó mà vẫn chưa có thấy cái căn cứ của hải quân nữa. Không biết mình đi tới bao giờ mới có thể gặp được nữa ta. Mình đã rất là cố gắng đi rất là nhiều nơi để tìm căn cứ rồi. Cái bản đồ mình đi vòng hết luôn á mà chưa có thấy căn cứ hải quân đâu. Chỉ toàn là mấy cái lều dưới mấy cái doanh trại hả. Cái đó thì không có VIP cho lắm ấy. Ủa, ở đây có sơn tặc nè, ok. Mùa đông không lạnh mà anh sơn tặc nha. Rồi, đi tiếp thôi. Không biết mình cà kịa vậy nó có tăng tiền chi nã không ta. Ui, nhiều khi cà kịa vậy nó lại tăng gấp luôn á các bạn ơi. Hơi bị khó chịu luôn á. À, đánh sáp lá cà thì nó sẽ đỡ cay hơn. Chứ kiểu đóng băng xong rồi chạy như vậy thì cay dữ lắm á. Rồi, và coi hướng này coi nào. Hướng này còn có cái doanh trại nữa à. Được nha. Mùa đông không lạnh nha mấy anh. Dập tắt ngọn lửa của mấy anh luôn nè. Rồi, bị nhốt con chổng luôn chứ. Tội nghiệp không? Nhưng mà thôi, cũng kệ. Rồi, đi tiếp thôi nào. Ui, và đây là một cái khu khu vực khá là rộng lớn nè. Ui, nhiều khi trong này mình lại có thể gặp được á. Gặp được cái căn cứ của mấy tên hải quân thì sao? Được. Ui, mình đang bị chóng mặt vì sử dụng haki quá mức. Và mùa đông không lạnh. Bùm. Ý nhưng mà mình thắc mắc sao mấy khối len nó không có đóng băng được ta. Nè, mấy khối len này nó không đóng băng được nè. Đỡ đóng băng hết đi, nhìn cho nó đẹp. Đóng băng được có tí xíu hà. Rồi, và coi nào. Khu rừng này bự nhưng mà sao không có cái căn cứ của hai quân nhờ.
cái đó nhìn đồ sộ lắm luôn ấy. Nhìn sơ qua là biết liền. Nhưng mà không gà, mình chưa có dịp để gặp và giới thiệu cho các bạn xem thôi. Ok, nếu bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa về hướng bên này, hy vọng là sẽ gặp được một vài cái gì đó đặc biệt nha. Mình đã đi được một cái đường dài lằng ngoằng luôn các bạn ơi. Nhưng mà không tìm thấy được cái căn cứ của đô đốc hai quân á. Nên mình quyết định trở về nhà và mở rương kho báu cho nó lành. Đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái chìa khóa trong này, khoảng 4 cái nha. Vì hôm nay toàn là rương gỗ nên mình cũng không có đặt quá nhiều hy vọng vào những cái rương này. Nhưng mà thôi đi, cứ mở đi biết đâu được đúng không. Rồi, và cái rương gỗ đầu tiên nè, đừng làm mình thất vọng. Ui, như hai giọt nước luôn hả? Cái này như hai giọt nước luôn. Nó bị trùng rồi. Trời ơi, cái đầu này đã bị trùng rồi. Buồn ghê á. Rồi, cái thứ hai nè. Hy vọng là không. Cái gì ta? Chỗ này không phong thủy rồi. Đổi chỗ liền. Cái rương gỗ thứ ba nè, bị trùng nữa chắc ha. Vứt cái rương này luôn á. Đừng có trùng nha. Sao lại trái Goe? Goe mình có nhiều lắm rồi. Còn cái cuối cùng nè. Làm ơn. Còn cái cuối cùng đừng có bị trùng. Dùm một cái. 10 ăn xong giờ nó lại cho thêm một trái nữa. Thiệt tình luôn. 4 trái quỷ mình mở ra toàn là 4 trái trùng hết luôn các bạn ơi. Và trái Goe này chắc bây giờ mình sẽ ăn thử luôn quá. Cũng được á nha. Nhưng mà trước khi ăn trái Goe thì mình cần phải backup thế giới lại cái đã. Tại vì trái ác quỷ này mình chưa có thực sự thành thạo cho lắm á, nên mình muốn test trong một xíu nữa. Nên mình sẽ backup thế giới lại cái nha. Mình đã backup thế giới thành công rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu test năng lực trái ác quỷ Goe Nomi nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ ăn trái Goe vô một cái. Đó, xong rồi. Hình như trái này là trái trái này là trái biến mình thành người âm nhạc. Ôi, có nốt nhạc nè. Ui, cái nốt nhạc hơi bị xịn luôn. Chứ tôi hư cái phần tàu rồi. Mà may quá, đây là thế giới thử thôi nên mình không lo đâu. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu test nè. Nốt nhạc thần kỳ. Đó. Có phá quỷ bluff ở dưới nước được không? Chưa, đợi cho nó hồi chiều đã. Cái này nó hồi cũng không nhanh cho lắm các mọi người, hơi lâu á. Nó không có phá hủy được mấy cái block dưới nước rồi. Vì nó cũng không được xịn lắm nha. Rồi, giờ thì test thử coi một cái lần sử dụng như vậy á, thì nó sẽ gây được bao nhiêu đam nhá. Thử với bé cua đi. Rồi, chuẩn bị nè. Hồi chiêu lâu vậy ta, có một kỹ năng đáng ra phải hồi liên tục đi, người ta còn dùng nữa chứ. Có tài trái quỷ này luôn á. Rồi, và chưa hồi nữa. Cái gì mà hồi lâu vậy? Đừng làm như vậy mà. Sao kỳ vậy? Điểm thứ ba mà không hồi thế là đổi trái quỷ luôn đó nha. Giỏi thiệt đó. 1 2. Ui, nó chơi mà không hồi thiệt hả? À, đây. Ý, chưa hồi à? Rồi, trang bị lại nè. Nốt nhát thân kỳ. Bùm. Ui, một lần như vậy là mất 15 máu các bạn ơi. Vậy là một lần thi triển thì mình sẽ kéo được 15 máu của cái đỡ thôi. Và tạo ra một cái lỗ hổng cũng kha khá đó. Để mình thử coi một lần sẽ đào được bao nhiêu ô nữa đây. Đó. Cái này dùng để đào bới cũng ok lắm nè. Ý. Ui chết rồi. Lượt xuống nước mất tiêu rồi. Dịch chuyển về nhà và tới tiếp trái quỷ còn lại coi là trái Yomi nè. Đây là trái mà mình mở hai lần liên tiếp luôn. Khó chịu chưa? Và ăn vào một cái thì nó sẽ cho mình cái kỹ năng gì đây? Ủa trái này có công dụng là gì ta? Ý, hình như ủa trái này có phải của Fruit không nhờ? Của cái anh thanh niên sao ta trong nhóm mũ rơm á, thanh niên bộ xương á, không biết có phải không nữa. Ok, để bây giờ mình sẽ test thử nha. Hy vọng là đây là năng lực của Fruit đi, tại vì mình thấy khi mình ăn vào nó không có cái kỹ năng gì hết á. Nhưng mà phần thông tin của trác quỷ thì nó có một cái kỹ năng này các bạn ơi, Kasuriuta. Rồi, gần chết đuối rồi. Để coi mình có thể vượt dậy không nhá. Ui, mình thành bộ xương rồi nè.
Chuyển về tàu cái đã. Ui, giờ mình đã thành thành bố xương rồi. Được cái nha, mình còn có tốc độ nữa. Ui, vậy là mình đã chính thức trở thành Brook rồi. Còn đúng bộ xương luôn á. Ví dụ mình còn bộ xương không mà mình chết đuối thì nó có bị sao không nhỉ? Để mình trang bị ghép bô vô cái đã. Ui, nè. À, vậy là phải chết một lần thì mới kích hoạt được năng lực rác quỷ. Ui, chết rồi. Mình lướt phát xuống sông luôn rồi. Ui, lướt cái xuống biển luôn rồi. Ui, vậy là đây thực sự là trái quỷ của Brook các bạn ơi. Và coi, để lần này mình ngẫm thì nó có hồi sinh lại không nhá. 1 nè, 2, 3, 4, nó đang rút máu từ từ. Không biết sẽ như thế nào nữa, chờ đợi và... Ôi, lần này là chết đuối thiệt rồi. Ý, ôi, nhưng mà khi hồi sinh thì mình vẫn là bộ xương. Ôi, còn có kỹ năng lướt nữa cơ. Đúng là trái ác quỷ của Brook có khác, có một kỹ năng thôi, đó chỉ là lướt các bạn ơi. Và như trái này hệ... Ủa? À, mấy cái hiệu ứng này mình cứ tưởng là của hệ Logia chứ. Ai về đây là một trái hệ Paramecia thôi. Ồ, nãy giờ test hai trái rồi hả ta? Để coi còn trái quỷ nào một kỹ năng nữa không? Để mình test nốt luôn coi nào. Trái này thử xem. Trái này nhìn khá là đẹp nè. Để mình... Ủa? Lấy ra, à đây, lấy được rồi nè. Trái này là trái Horonomi. Ồ, cái trái cái bên nó cũng khá là giống nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay test trái Horo trước đi. Vậy là mình đã test được 3 trái mới trong ngày hôm nay luôn á nha. Hơi bị xịn. Rồi, bye bye trái ác quỷ của Brook. Và mình đã trở thành người lại rồi nè. Và ăn trái quỷ mới thôi nào. Đó, và đây chính là trái gì đây? À, đây là trái dùng để tạo ra mấy búp bê ma hay sao ấy, đúng không nhờ? Test thử coi. Ủa, đúng rồi, kìa, phát nổ luôn kìa. Ui, được á nha. Đây là một trái quỷ có thể dùng trong việc đi phá tàu được nè. Vì nó có thể phá hủy được block bằng những kỹ năng cơ. Và không biết một lần sử dụng như vậy thì nó sẽ mất bao nhiêu máu của cái địch ta. Để test thử triệu hồi búp bê ma nè. Nó sẽ gây hiệu ứng động các bạn ơi, và mất có 2 máu à, khá là yếu luôn á. Nhưng mà được cái là nó có thể phá hủy được block. Rất thích hợp trong việc quấy phá mấy tên hải quân. Phá hủy các ngươi nè. Đó, nổ liên tục luôn. Kỹ năng thứ hai và thứ ba nó sẽ tạo ra vụ nổ các bạn ơi. Còn kỹ năng thứ nhất thì nó chỉ lấy máu đi thôi à. Đây, kỹ năng thứ nhất nè. Đó, nhưng mà nó lại có sức tấn công khá là cao, tới 10 đam lận. Được thiệt sự. Và nói chung... Ui, chết rồi, mình té chết. Rồi, và nãy giờ thì mình đã test được 3 trái quỷ rồi á. Và nói chung thì mình thấy trái nào thì cũng có một cái công dụng riêng của nó hết. Trái của Aokiji thì có thể giúp mình đóng băng và cà kịa những kẻ địch cực mạnh. Và đặc biệt nhất là di chuyển trên mặt nước bằng cách tạo ra băng ở dưới chân. Rồi đến trái của Brook thì sẽ giúp mình trở thành một bộ xương và sở hữu thêm một kỹ năng mới nữa. Kế tiếp là trái Horo. Đó chính là trái có thể giúp mình triệu hồi ra những cái búp bê ma và tạo ra những vụ nổ rất là to luôn. Và mình đã trở lại thế giới thực của mình rồi nè. Nãy giờ chỉ là test thôi. Thế giới mình vẫn còn y nguyên nè, tàu cũng không bị hư luôn. Và trái quỷ vẫn là trái Hienomi của Aokiji. Rồi, và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng truy tìm bằng được cái chỗ căn cứ hai quân á. Mình đã cố gắng rất là nhiều mà sao không có thấy nó nhờ. Không biết có phải là lỗi thế giới không nữa. Nhưng mà không sao, cố gắng thì chắc sẽ tìm thấy thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.